2k2 của thầy đâu hết rồi? 2k2 ơi. Thầy hôm nay sẽ đọc comment của cả hai kênh nhá. Chào bạn Bùi Phương Thảo. Chào tất cả các em. Học sinh cưng của tôi đâu hết rồi? 2k2, 2k3 của tôi đâu hết rồi? Chào bạn Phúc The Human nhá. Chào các em. Chào bạn Nguyễn Thị Hiền. Chào bạn Nguyễn Hoàng Nhật à Nguyễn à Hoàng Nhật Linh chào bạn Phương Anh Nguyễn, chào bạn Nguyễn Thu Hoài, chào bạn Nguyễn Đình Trương, chào bạn Hoàng Thị Mai Anh, chào bạn Nguyễn Quỳnh, ui chào thầy đẹp trai sướng quá, được học sinh của tôi khen tôi đẹp trai thích quá, chào bạn uh, Nguyễn Quỳnh, chào bạn uh, Đỗ Quang Đức, chào bạn Nguyễn Hoàng Oanh, chào bạn Trịnh Thanh Trúc nha, ok, chào bạn mà uh, Vũ Thị Kim Ngân, chào bạn Nguyễn Quỳnh, rồi chào bạn Nguyễn Nhật Phương Trang Chào bạn uh, Nguyễn Oanh, chào bạn Huỳnh Thị Kim Tiên Chào bạn Trần Huyền, chào các em Các em ôn tập đến đâu rồi các em ơi Chào bạn Phương Thảo, chào bạn Nguyễn Thúy Nga Rồi, hôm nay âm thanh rất ổn đấy các em ạ Chào bạn Minh Anh, chào bạn Trà Chà My nhá Ok, ok, ok Các em đã sẵn sàng học chưa nào Hôm nay là tối thứ hai đầu tuần đúng không Chúng mình học về sóng cho tình cảm nó đi lên nhá Chào bạn Thiên Yết, chào bạn... Uh... À, Nguyễn Thị Thanh Tâm, em chào thầy Ok ok, cho em xin vía viết văn hay Chào bạn Nguyễn Thị Thanh Tâm Chào bạn Hà Yến Yến, học sinh cưng của tôi bên lớp học đây rồi Chào bạn Diệu Linh Chào bạn uh, Thái Vân Chào bạn uh, Phan Ph Kiều Phương Lan Chào bạn Đào Hải Yến Chào bạn Hoan Nông Chào bạn Đinh Thị Phương nhá Chào ừ. bạn Nguyễn Thúy Hường Chào bạn Minh Anh, chào các em Các em nhớ chia sẻ video này về tường nhá Bởi vì like xong thì thầy sẽ ẩn nhá các em nhá Chào bạn uh, Như Quỳnh Ổn à, Chào bạn uh, Trịnh Thanh Trúc Chào bạn Nguyễn Thị Hà Thu Móa. Hình như hôm trước gặp thầy lao xe máy từ ngõ tạo quang biểu ra <laughs> Đúng rồi Ok Chào bạn uh, Tuyết Như Nguyễn Nguyễn Như Nguyễn Tuyết Như đúng không Cảm ơn em Ôi hôm nay được nhiều bạn khen đẹp trai vui quá Sao các em cứ vội thế nhở Các em bình tĩnh thế nào Bình tĩnh đi Chào bạn Hải Vi Đúng không Chào các em Hôm nay chúng mình sẽ học khô máu cho nên là vội cũng đến thế thôi Chào bạn Hiền Phạm, chào bạn Ngô Phương Thảo, chào các em Các em nghe các em thấy âm thanh có ổn không? Các em nghe âm thanh có ok không? Rồi, thầy chào xong chắc tiếng đồng hồ á Mình là người lịch sự các em ạ Mình phải chào hỏi những người yêu mến mình, yêu thương mình chứ, đúng không? Đang học tuyên ngôn nhưng thấy thầy like vẫn coi, ok, chào bạn Hoài Phương Thật là bất ngờ bởi vì chỉ sau 3 phút thầy đã được 4.600 bạn xem Cảm ơn các em rất nhiều Thật sự là thầy cảm thấy rất là hạnh phúc khi các bạn đã rất chăm chỉ như thế này Và thầy tin rằng 4.600 bạn ở đây chắc chắn đều là những thủ khoa của năm nay Đấy chưa? Các em đều sẽ được, đạt được điểm số rất cao môn ngữ văn năm nay Nhớ nhớ các em nhá Chào bạn là Giang Sang Rồi hôm nay học đến 2 giờ sáng à Ủa kinh quá nhỉ Chào bạn Thọ Mốc Rồi chào bạn Thu Hà Chào các em Facebook cá nhân chào bạn là Đinh Việt Anh nhá Đấy nó lại hỏi tôi là bao giờ lấy vợ này quá đáng không <laughs> Chào bạn Nguyễn Phương Thảo Chào bạn Bùi Văn Phan Đúng rồi Cứ vội làm cái gì Vội để giải quyết vấn đề gì Đúng không Vội sao mà Đúng không Hà Nội là không vội đâu đâu Đúng không Đây Tuyệt vời lắm em ạ Chúng ta quá chăm chỉ rồi Quá tuyệt vời rồi Hôm nay nhất định chúng ta sẽ đạt được những điều mà chúng ta mong muốn Đúng không chúng ta sẽ kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ không còn phải nhắc lại bài sóng một lần nào nữa bởi vì hôm nay chúng ta sẽ học thật là tuyệt vời bài bài học ngày hôm nay được chưa các bạn đã lấy sách giáo khoa ra chưa ạ chúng ta phải nhìn vào thơ thì chúng ta phân tích nó mới dễ các em nhá các em lấy uh, sách giáo khoa ra đi nhá lấy sách giáo khoa ra lấy sách giáo khoa ra chăm ơn chăm hơn nào chăm nhá thật sự là chăm chỉ vào nhá các em nhá chúng ta không thể lười biếng được đâu đúng không không có áp lực thì sẽ không có kim cương đúng không thành công chỉ đến với những người thật sự chăm chỉ đúng nào và các bạn thứ nhất là chúng ta lấy sách vở ra nào chúng ta cùng nhau học bài không phải là nghe khơi khơi đâu nhá nghe sưng sương đâu nhá thầy lay like mạnh mẽ lên đi được được thầy sẽ lay like mạnh mẽ còn lâu em mới ngủ được yên tâm nhá chào năm nghìn thủ khoa của thầy nhật đại văn nhá chào bạn phùng thu xuyên chào bạn nguyễn thành khả năng lại like, khả năng đất nước năm nay thi cao á liên thuyền cái gì chúng mình càng nghĩ nó ra cao thì thì nó lại càng không ra đâu em ạ đúng không có những năm mà thầy thấy rất là dễ ra vợ chồng A Phủ Nhưng cái cuối cùng lại không ra vợ chồng A Phủ đấy Đúng không? Cho nên là thầy thì thầy nghĩ là các bạn nên nên đừng học tủ nha các em nhá Chúng ta tuyệt đối không được học tủ dưới mọi hình thức các em nhá Được chưa? Không được học tủ nhá Tuyệt đối đã đừng học tủ đấy Đúng không? Chúng ta là những học sinh chăm ngoan Chúng ta sẽ không học tủ Được chưa nào? Người mạnh mẽ là người không 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 tủ nhá Được chưa? Tuyệt đối không được tủ dưới mọi hình thức nhá Lấy sách vở này, lấy giấy ra nào Chúng ta cùng lấy giấy bút anh nhá. Không phải nghe khơi khơi cho xong đâu. Ok chưa? Được chưa? Thầy biết là hôm nay sẽ có cả 2K3 và cả 2K2 xem, đúng không? Và 2K3 thì là những bạn muốn xuất phát sớm, chăm chỉ, còn 2K2 thì là những bạn là quá gọi là quá hoang mang rồi với một cái năm bể lái nhiều như năm nay đúng không? 6500 thủ khoa, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời không thể hạnh phúc hơn được trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng. Quá tuyệt vời, đúng không? là năm nay học khoảng mấy bài á theo thầy thì à, nó rơi vào khoảng 11 bài đúng không à ngoài ba cái tác phẩm tinh giản ấy thì à, chúng ta biết rằng là à, cái tỷ lệ à, chào bạn trai anh nhá <laughs> học, à, học sinh cưng của thầy à ngoài ba cái bài mà thầy nghĩ là nó tinh giản thì 11 bài còn lại chúng ta vẫn học hết đúng không kể cả sông hương chúng ta vẫn học bình thường đúng không nào đấy bây giờ thì chúng ta sẽ học bài đúng không tuyệt vời quá lần đầu tiên trong cuộc đời được sáu nghìn người xem các em ạ 6.900 thủ khoa Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay Và ngày hôm nay chúng ta sẽ hết mình Hết mình luôn các em nhá Hết mình nhá các em nhá Ok thầy rap chậm thôi Thầy nói chậm Ok thầy hứa thầy sẽ giảng thật, thật là chậm Thật là chậm Thật là chậm Thấy nhá Chúng ta tuyệt đối không tủ nha các em nhá Đứa nào đứa nào tủ làm chó nhá Không tủ đâu Tuyệt đối không tủ nhá Được chưa Không được tủ dưới mọi hình thức Được chưa nào 7.300 bạn xem rồi Chào bạn Trọng Mắc Ôn Thi Chào bạn Nguyễn Quốc Huy Chào bạn Hồng Anh Chào bạn Cường Việt Thầy ơi tinh giản bài nào á Tinh giản bài nào thì thầy đã từng up rồi Còn bạn nào không quan tâm thì thôi thầy cũng chẳng nói lại làm gì cả Nhá Ok Nào Bây giờ thì thầy sẽ nói một chút vấn đề với các bạn này à, Trước tiên Thầy sẽ nói một chút về câu chuyện của anh chị 2K2 Đúng không? À, đối với các anh chị 2K2 nhá Thì các bạn à, lưu ý giúp thầy như thế này à, Chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ còn có khoảng 12 ngày nữa Chúng ta biết rằng chúng ta chỉ còn có khoảng 12 ngày nữa Là đến kỳ thi đại học Đúng không? Đấy thì chúng ta biết rằng là thầy thì sẽ không thể đủ thời gian được Để có thể like một cách gọi là xuyên màn đêm và giảng được tất cả các tác phẩm, đúng không? Giảng được tất cả các tác phẩm cho các bạn được, đúng không? Đấy, nhưng mà thầy vẫn rất cố gắng, đúng không? Thầy like được càng nhiều càng tốt cho các bạn để ôn thi, được chưa nào? Đấy, thì đối với anh chị sinh năm 2002, đúng không? Thì thầy lưu ý này, với anh chị sinh năm 2002 thì chúng ta vẫn còn 12 ngày nữa, đúng không? môn toán tiếng anh hay là bất cứ các môn khác thì giờ này mọi thứ gần như đã an bài nhá nhá mọi thứ đã gần như an bài rồi các em ạ bởi vì là chúng ta đã học trong cả một quá trình môn 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 văn nó thì lại khác đặc thù của môn văn thì lại khác các em nhá đặc thù của môn văn thì lại là uh, chúng ta biết rằng là chúng ta biết rằng là môn văn ấy thì kể cả là một ngày thì chúng ta học nó vẫn khác đúng không bởi vì nó ác ở chỗ như này các em nhá ví dụ bây giờ chúng ta có 14 tác phẩm đúng không chúng ta có 14 tác phẩm chẳng ạ được chưa? Trong chương trình lớp 12 đúng không? Chúng ta không tính những tác phẩm văn học nước ngoài và những tác phẩm đọc thêm. Thì chúng ta biết rằng là trong 14 tác phẩm này có thể đúng không? Có thể các em học bài này tốt đúng không? Đấy, có thể bài này tốt, bài này các em học tốt. Đúng không? Nhưng mà bài khác các em lại học không tốt chẳng ạ đúng không? Đấy. Và thậm chí là nếu bây giờ em học tốt cả 13 bài nhá, đúng không? Mà bây giờ một bài em học không tốt. Đúng không? Đấy. Và có những bạn thì ra bạn ấy chỉ học tủ bài này chẳng hạn thì đôi khi nếu thi vào bài này cái bạn học tủ bài này có khi còn hơn điểm của những bạn ôn 13 bài nhưng mà lệch tủ bài này đúng không? cho nên thầy vẫn khuyên hai k hai ấy đó là gì ạ các em? đó là trong 12 ngày cuối thầy khuyên các bạn đó là các bạn nên đăng ký khóa đúng không? đấy chỉ có 400k thôi đúng không nào? đó là trong group like trả phí của thầy và các em đăng ký ở lớp văn thầy nhật nhé fanpage lớp văn thầy nhật chuyên đăng thi đại học 11, 12 được chưa nào? và ở trong nhóm này sẽ có full này thứ nhất này là full video thầy giảng nhá. Video giảng bài này. Thứ hai là có full audio bài giảng nhá. Audio bài giảng nhá. Được chưa? Và thứ ba là full cả tài liệu đính kèm luôn. Full tài liệu đính kèm, đúng không? Nếu các bạn nào muốn đăng ký học với thầy, được chưa? Thì các bạn vui lòng inbox cho fanpage Lớp Văn thầy Nhật chuyên ôn thi đại học 11 12 các em nhá. Full video bài giảng này, full audio bài giảng này và full tài liệu đính kèm. Được chưa nào? Đây là câu chuyện của các bạn sinh năm 2002, được chưa? Và các bạn biết là COVID thì cũng chưa nói trước được điều gì đâu. Là nhá. Thứ hai đó là câu chuyện của các em sinh năm 2003. Thầy biết rằng là trong livestream này sẽ có những bạn có những bạn lên 2003 sẽ xem, thầy biết, đúng không? 2003 của thầy đúng không? Dê vàng của thầy đúng không? Đấy, nếu như các bạn 2003 muốn muốn xuất phát sớm. Nếu các bạn 2003 muốn xuất phát sớm, được chưa? thì thầy khuyên các bạn đó là đăng ký khóa livestream trong nhóm kín của thầy nhá livestream trong nhóm kín của thầy nhớ nhớ. với giá là 1.800k đúng không Đấy. chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ đúng không chúng ta sẽ bắt đầu sớm nhá bắt đầu sớm ngay từ bây giờ đúng không học tẹt ga cho đến lúc thi luôn đúng không tất nhiên rồi các bạn sẽ có full audio của thầy nhá nhá full video của thầy nhá đúng không và thầy vẫn livestream giảng bài cho các bạn Đúng không? Hàng tuần Livestream giảng bài cho các bạn hàng tuần Được chứ nào? Và bên cạnh đó ấy, thì các bạn cũng để ý cho thầy là Cái khóa 2003 ấy, thì sách tất cả sẽ đều được viết lại nhá các em nhá Sách được tặng đến tận nhà luôn Ship về tận nhà các em Và toàn bộ được nâng cấp lên bản 2021 các em nhá Được nâng cấp lên bản 2021 Được chưa? Tất cả sách đều là rất là mới Mới tinh luôn đấy Ok chưa? Học bài rồi thầy xin có một phút quảng cáo thôi vội thế Đấy chưa Chúng ta sẽ bắt đầu học bài nhá các em nhá Học bài thôi học bài thôi Nào trước tiên thì chúng ta nói về bài thơ sóng Thì các em biết rồi đúng không à, Ok ok Thầy sẽ bắt đầu giảng bài cho các bạn nhá Chúng ta học về bài thơ sóng Các em lấy hết sách vở chưa ạ Lấy hết sách vở chưa nào Chúng ta bắt đầu học học bài nhá Chúng ta xử lý bài này như sau Tác phẩm sóng của nữ thi Xuân Quỳnh Đấy chưa xử lý bài này này hôm nay thầy sẽ giảng full cả chín khổ cho các bạn luôn và hy vọng là các bạn rất là chăm chỉ ok được chưa nào cả hai k hai và cả hai k ba đều xem được thầy sẽ xử lý bài này như sau các bạn lưu ý giúp thầy này đầu tiên nhá chúng ta mở bài đúng không mở bài thì có rất nhiều cách mở bài và chúng ta mở bài như thế này cho anh hay nhá trong bài thơ chỉ có sóng và em chỉ có sóng và em đúng không nữ sĩ xuân quỳnh đã từng viết đúng không nào đấy nữ sĩ xuân quỳnh đã từng viết Chỉ riêng điều được sống cùng nhau, niềm sung sướng với em là lớn nhất. Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực, giây phút nào tim chẳng đập vì anh. Đúng không? Thầy nói lại này. Trong bài thơ chỉ có sóng và em, nữ sĩ Xuân Quỳnh đã từng viết: Chỉ riêng điều được sống cùng nhau, niềm sung sướng với em là lớn nhất. Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực, giây phút nào tim chẳng đập vì anh. Đúng không nào? khi chúng ta nói đến tên tuổi của nữ sĩ Xuân Quỳnh là từ trong trái tim của mỗi người yêu văn chương sẽ nhớ đến. Nhà thơ này thuộc vào thế hệ của những nhà thơ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Với những tên tuổi như Phạm Tiến Duật, đúng không? Đấy, Lê Anh Xuân, đúng không? Rồi là gì các em? Rồi là à, Lưu Quang Vũ, đúng không? Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Thị Mây, vân vân. Đấy. Những nhà thơ này viết về cả một giai đoạn sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi với dậy tương lai. Đúng như nào? Đấy, nói đến tên tuổi của Xuân Quỳnh là chúng ta nhớ tới điểm mạnh trong thơ ca của chị đó là tiếng lòng. Đấy nhớ nhá, tiếng lòng của một người phụ nữ. Đấy, khi đứng trước những âu lo phấp phỏng đúng không? Những âu lo phấp phỏng của hạnh phúc đời thường Hạnh phúc đời thường Được chưa? Xuân Quỳnh có rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng Ở giai đoạn khả trị giống Mỹ Thời kỳ này, đúng không? Ví dụ như là à, tập thơ Hoa dọc chiến hào này Bài thơ tự hát này Sân ga chiều em đi này Đúng không? Hoa cỏ may này Vân vân Đúng nào? Một trong số đó tiêu biểu phải kể đến Đó là bài thơ sóng Đúng không? được sáng tác vào những tháng cuối năm 1967 nhân một chuyến đi công tác biển Diêm Điền, Thái Bình. Sóng biển vô hạn vô hồi đã khuấy động tâm hồn của thi sĩ, chị viết thành công bài thơ sóng và là bông hoa đẹp nhất của tập thơ Hoa Dọc Chiến Hào. Đúng không? Đấy, là tượng trưng cho nỗi lòng của người em mang khát vọng xô đến bờ anh và trở thành một hình tượng nghệ thuật độc đáo. Một hình tượng nghệ thuật độc đáo. Nhá các em nhá Được chưa? Không phải nghe khơi khơi đâu nhá các bạn nhá. Các bạn lấy hết sách vở nhá. Các bạn phải uh, uh, các bạn phải nghe 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 giảng và và chép ra đấy nhá. Nên là mà thầy cố tình giảng chậm đấy nhá. Thầy nói lại này. Chúng ta xử lý bài này như sau này. Trong bài thơ chỉ có sóng và em, được chưa? nữ sĩ Xuân Quỳnh đã từng viết Đấy, Chỉ riêng điều được sống cùng nhau Niềm hạnh phúc với em là lớn nhất Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực Đúng không? Giây phút nào tim chẳng đập vì anh Được chưa? Nhắc đến tên tuổi của nữ sĩ Xuân Quỳnh Là chúng ta nhớ đến Đúng không nào? Xuân Quỳnh thuộc vào thế hệ của những nhà thơ trẻ Thời kháng chiến chống Mỹ Cùng thời với những tên tuổi như Phạm Tiến Duật Lê Anh Xuân Lưu Quang Vũ Lâm Thị Mỹ Dạ Lê Thị Mây đúng không? Và thơ ca của Xuân Quỳnh đó là tiếng lòng của một người phụ nữ khi đứng trước những âu lo băn khoăn chăn trở về hạnh phúc đời thường. Được chưa? Đấy. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là giai đoạn mà Xuân Quỳnh để lại rất nhiều những bài thơ hay, những tập thơ hay trên dòng chảy của văn chương Việt Nam, đúng không? Như bài thơ tự hát Sân ga chiều em đi, hoa cỏ may, hoa dọc chiến hào, gió lào cát trắng. Đúng không nào? chúng ta nhận thấy sóng cũng là một bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ xuân quỳnh được sáng tác vào những năm à những tháng cuối năm 1967 nhân một chuyến đi công tác biển diêm biển thái bình đúng không đứng trước sóng biển vô hạn vô hồi chị viết thành công bài thơ sóng là linh hồn của tập đúng không là bông hoa đẹp nhất của tập hoa dọc chiến hào là tượng trưng cho nỗi lòng của người em mang khát vọng xô đến bờ anh và đã trở thành một hình tượng nghệ thuật đúng không một hình tượng nghệ thuật độc đáo <laughs> xin lỗi nhá một hình tượng nghệ thuật độc đáo ok nhá các em nhớ chia sẻ video này về tường nhá bởi vì like xong thì thầy sẽ ẩn đi được chưa nào à, đối với một người nghệ sĩ viết văn thì việc họ luôn luôn sống bằng hình tượng được chưa một hình tượng nghệ thuật luôn luôn được xây dựng Đúng không? Trên nguyên tắc của nó Thứ nhất Muốn chinh phục được bạn đọc Nó phải chân thực như vốn có ở ngoài đời Đúng không? Thứ hai Nó phải được nâng lên, nâng tầm lên Để trở thành một biểu tượng nghệ thuật Mang tính ám chỉ Mang tính tượng trưng Và sóng thì không nằm ngoài quy luật ấy Nhớ nhớ các em nhớ Thứ nhất Chúng ta biết rằng Chúng ta biết rằng này Thứ nhất này Sóng chinh phục chúng ta Ngay từ âm thanh của tiếng sóng, đúng không? Bài thơ này chinh phục chúng ta ngay từ âm thanh, âm điệu của tiếng sóng. Đúng không? Tác phẩm này được viết ở thể thơ là thể thơ ngũ ngôn. Đúng không? Hay chúng ta vẫn gọi đó là thể thơ năm chữ và đây là sở trường của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Được chưa nào? Chúng ta biết rằng trong bài thơ Thuyền và biển không phải ngẫu nhiên cũng của Xuân Quỳnh lại được phổ nhạc dễ đến thế Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mênh mông nhường nào Chỉ có biển mới biết Thuyền đi đâu về đâu Nếu thuyền phải xa biển Lòng thuyền đau rạn vỡ Nếu biển phải xa thuyền Đúng nào biển bạc đầu thương nhớ Cũng có khi vô cớ Biển ào ạt xô thuyền Ôi tình yêu muôn thùa Chẳng bao giờ đứng yên Ở tác phẩm này thì các em sẽ nhận thấy là Chúng ta nhận thấy nào Bài thơ Sống của Xuân Quỳnh Được viết ở thể thơ ngũ ngôn Đúng không? Thể thơ năm chữ là gì hả các em? Đó chính là thể thơ sở trường của Xuân Quỳnh Và cách ngắt nhịp thơ Cách ngắt nhịp vô cùng độc đáo Đúng không? Cách ngắt nhịp thơ vô cùng độc đáo Nếu như chúng ta nói đến hai câu thơ đầu Đúng không? Dữ dội và dịu êm Dữ dội và dịu êm Đấy, ồn ào và lặng lẽ Đúng không? được ngắt ở nhịp là hai ba thì hai câu thơ sau nhịp điệu thơ đã trở thành một bốn sông không hiểu nổi mình nhớ nhớ. sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể với cách ngắt nhịp thơ như thế này đúng không sóng của xuân quỳnh khi trầm khi bổng rất giống với âm thanh của tiếng sóng ở ngoài đời sẽ là một thiếu sót nếu như ta phân tích vẻ đẹp hình tượng sóng mà ta lại bỏ lỡ, bỏ qua âm thanh của bài thơ. Để nhớ, đấy sóng của Xuân Quỳnh chân thực ngay từ âm điệu, âm thanh của bài thơ. Để nhớ chưa, đấy nhớ chưa. hình tượng sóng dần được lộ ra, ló ra cùng với âm điệu của tiếng sóng, với âm thanh của bài thơ sóng. và vẻ đẹp thứ hai mà thầy lưu ý các bạn đó là cách tổ chức ngôn từ của tác phẩm. Để nhớ, cách sắp xếp ngôn từ của tác phẩm, cách sắp xếp từ ngữ đúng không? cũng là điều mà chúng ta cần phải quan tâm ở tác phẩm này đúng không nào nói như Hugo ấy vẫn biết rằng ngôn từ chỉ là phương tiện còn trái tim mới là người nghệ sĩ trái tim mới là người nghệ sĩ đúng không ấy nhưng mà việc tổ chức ngôn từ ấy thì không hề đơn giản bài thơ sóng này có một cách tổ chức ngôn từ rất độc đáo đúng không nhà thơ này để cho những cặp câu sóng em hiểu này để cho những cặp câu đúng không sóng đôi với nhau nhớ nhớ sóng đôi nhau và chạy dọc trong toàn bộ tác phẩm đúng không không chỉ riêng một một vài khổ mà là trong toàn bộ tác phẩm đúng không đó là những cặp câu sóng đôi nhau Đấy, song hành với nhau và đuổi bắt nhau trong toàn bộ bài thơ đuổi bắt nhau trong toàn bộ bài thơ nhà thơ này để cho những động từ những tính từ đúng không? Tương xứng, tương phản với nhau. Tương xứng, tương phản với nhau. Đấy. Nếu như có hình ảnh con sóng dưới lòng sâu. Đấy nhá. Để nói về những tình cảm chôn giấu ở trong lòng. Đấy. Thì tương ứng với nó lại là hình ảnh con sóng trên mặt nước. Trên mặt nước. Đúng không? Đấy. Nếu có hình ảnh gì đấy? À, ôi con sóng ngày xưa. Đúng không? để nói về thời gian dài đằng đẵng trong tình yêu thì tương xứng với nó lại là hình ảnh gì đấy và ngày sau vẫn thế đấy thế nào nếu có dữ dội thì tương xứng với nó lại là gì hả các em dịu êm đấy nhá với cái cách tổ chức ngôn từ như thế này nào chúng ta nhận thấy chín khổ thơ của bài sóng chín khổ thơ của bài sóng là chín đợt sóng lớn chín khổ thơ của bài sóng đó chính là 9 đợt sóng lớn Để Nhớ nhớ Đấy Đều gì đấy À Đuổi bắt nhau Đuổi bắt nhau Nhớ nhớ Đấy Sóng đôi nhau Sóng đôi nhau Và đều mang khát vọng Sober bờ Đó Được chưa nào Tiếp nhá Tỷ này tập trung nhá Ok 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 Tiếp tục nào Chúng ta nói tiếp nhá Bây giờ khi chúng ta nói tiếp này Ngoài việc phải chân thực Mới chinh phục được bạn đọc Thì sóng còn phải được nâng lên Để trở thành một biểu tượng Trở thành một biểu tượng Nhớ nhớ Và từ xưa đến nay này Chúng ta vẫn luôn luôn biết rằng Chúng ta vẫn luôn luôn biết rằng Để thể hiện tình cảm Trong tình yêu Thì từ xưa đến nay Thơ ca phương đông Thơ ca phương đông Ờ uh ồ -oh à, chúng ta biết rằng này từ xưa đến nay trong thơ, thơ ca phương đông đúng không nào đặc biệt là thơ ca của chúng ta ấy thì chúng ta biết rằng là người ta luôn luôn sử dụng hình ảnh bờ bến để tượng trưng cho tình cảm của ai tình cảm của người con gái trong tình yêu Đấy, thủy chung trong tình yêu nhá nhá thuyền về có nhớ bến trăng bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền đúng không nào bờ bến luôn luôn là tình cảm của người con gái trong tình yêu Nhớ nhá nhưng em để này còn tình cảm người con trai thì sao người ta luôn lấy sóng, mượn sóng để nói lên nỗi lòng của người con trai trong tình yêu. Để thể hiện một điệp khúc của tình yêu, một tình yêu mãnh liệt. Nhá nhá. Thì người ta luôn luôn sử dụng hình ảnh sóng để tượng trưng cho nỗi lòng của người con trai trong tình yêu. Được chưa? Đấy. Ví dụ như trong bài thơ gì đấy. Như trong bài chùm nhỏ thơ yêu của Chế Lan Viên đã từng viết. Đúng không? anh xa em như đất liền xa cách bể nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em em thân thuộc xa mà xa lạ thế sắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm hay như trong một bài thơ có tên là biển của nhà thơ xuân diệu đúng không một ông vua của mảng thơ tình một hoàng tử của tình yêu đúng không xuân diệu cũng mượn sóng để nói về tình cảm của người con trai trong tình yêu đúng không nào một điệp khúc của tình yêu một tình yêu mãnh liệt xuân diệu thì cũng đã từng viết nào à, anh không xứng là biển xanh chỉ mong em là bờ cát trắng bờ cát dài phẳng lặng soi ánh nắng pha lê hoặc là xuân diệu viết là à, anh xin làm sóng biết hôn mãi cát vàng em hôn thật khẽ thật êm hôn êm đềm mãi mãi đã hôn rồi hôn lại cho tới mãi muôn đời đã tan cả đất trời anh mới thôi rào rạt nhưng xuân quỳnh thì lại khác nhớ, em nhìn này, này, xuân quỳnh lần đầu tiên đem sóng để thể hiện tình cảm của người con gái trong tình yêu, đúng không? Sóng của Xuân Quỳnh đầy nữ tính cả nhá. Sóng của Xuân Quỳnh không vịnh biển cả nhá. Sóng của Xuân Quỳnh không tả biển, được chưa? Là tượng trưng cho tình cảm của người em mang khát vọng xô đến bờ anh. Và chính điều này đã thể hiện sự sáng tạo trong tư duy của Xuân Quỳnh đúng không? Vẻ đẹp này khiến ta nhớ đến lời nhận định của nhà văn Nam Cao đúng không? Văn chương không cần những người thợ khéo tay chỉ biết làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho văn chương chỉ dung nạp những ai biết đào sâu suy nghĩ biết tìm tòi sáng tạo biết khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có chính vì vậy mà sóng của xuân quỳnh đã trở thành một biểu tượng nhá một hình tượng nghệ thuật độc đáo và đặc sắc Thấy chưa? Khi chúng ta nói về đề tài biển Nói về đề tài tình yêu Ok Rồi Được nào Đấy Đấy là đấy là chúng ta nói về vẻ đẹp của hình tượng sóng trước Đúng không nào Sóng và em tuy hai mà một Tuy một mà hai Đúng không nào Bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến một vấn đề tiếp theo Đó là các em sẽ phải phân tích cùng với thầy đúng không Chúng ta cùng nhau phân tích về vẻ đẹp của hình tượng sóng Và các bạn vui lòng Dở sách giúp thầy nhá Đúng nào? Chúng ta cùng nhau dở sách ra, được chưa? Dở sách ra, chúng ta nhìn vào thơ, chúng ta phân tích nó mới dễ. Ok. Được chưa nào? Chúng ta sẽ dở sách ra các em nhá. Quyển sách này bị uh, viết vào rồi. À. Chúng ta dở sách ra nào? Chúng ta sẽ cùng nhau dở sách ra thì chúng ta nhìn vào thơ, chúng ta phân tích nó mới dễ. Đúng không? Đâu nhỉ? Sách của thầy đâu ạ? À? Trang 100 bao nhiêu đấy? Trước bài uh, Loka. Loca Đúng không? Nếu các bạn nào mà vẫn còn lo lắng bài nọ, lo lắng bài kia thì các em inbox vào page nhá. Đúng như nào? Sẽ có các chị tư vấn cho các em. Lớp Văn Thành Nhật chuyên thi đại học 11, 12 sẽ đồng hành với các bạn từng giây từng phút đến lúc thi luôn. Ok. Chúng ta nói đến vẻ đẹp của bài thơ sóng này các em này. Trước tiên ấy, trước khi chúng ta tiến vào phân tích từng câu, từng khổ nhá thì chúng ta phải nắm được bố cục của tác phẩm, đúng không? Bố cục của tác phẩm này là chín khổ của thơ của bài sóng này. Chín khổ thơ của bài sóng. Và mỗi một khổ thơ thì lại là một vẻ đẹp khác nhau của người phụ nữ trong tình yêu Được chưa? Lại là một vẻ đẹp khác nhau Vừa cổ điển Đúng không? Nhưng cũng rất đỗi hiện đại nhá vừa là sự kế thừa những vẻ đẹp truyền thống Vừa là thể hiện vẻ đẹp hiện đại trong tình yêu Trước tiên chúng ta đến với khổ 1 Đúng không nào Dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ Các em để ý này Ở hai câu thơ đầu Và thậm chí là bốn câu thơ này Ta đều nhận ra rằng Đó là gì đấy đây là vẻ đẹp những đặc trưng trong tính cách của người phụ nữ trong tình yêu. Những đặc trưng trong tính cách của người phụ nữ trong tình yêu, nghe nhá. Nghệ thuật được sử dụng là nghệ thuật tương xứng, tương phản, đối lập. Nhà thơ này sử dụng hàng loạt những tính từ tương phản với nhau như dữ dội, như ồn ào, lặng lẽ, như dịu êm. Đúng không? Những cung lấy những cung bậc của sóng là nhá. Lấy những cung bậc của sóng để nói về những cung bậc tình cảm của người phụ nữ khi yêu. Được chưa? rõ ràng là người phụ nữ thì rất là khó hiểu đúng không tính cách của họ khi thì sôi nổi khi lại à, yên tĩnh khi thì lại à, khi dồn dập khi lại à, miên man chúng ta nhận thấy là để nói về những cái đặc trưng trong tính cách này của người phụ nữ trong tình yêu thì chúng ta đến với những cái hình, những cái hình ảnh thơ này nghĩa là những cái từ ngữ này này là những cung bậc đối lập của sóng tương ứng với nó là những cung bậc của tình cảm người con gái khi yêu đúng nào và chúng ta thấy giống với trong những vần thơ của Sinva đúng không em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại em bảo anh đừng đợi sao anh vội về ngay đúng nào sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh đầy nữ tính nhà nhá sóng của Xuân Quỳnh đầy nữ tính được chưa nào chúng ta nhận thấy đó là những vẻ đẹp rất đặc trưng của người phụ nữ trong tình yêu đúng nào đó nhà thơ lấy những cung bậc của sóng để nói lên những cung bậc tình cảm khác nhau của người con gái khi yêu. Được chưa? Đến với hai câu thơ sau này, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm sát tận bể. Có lẽ từ chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn cả, đó là từ sông và từ bể, đúng không? Đấy, sông và bể thì đều có sóng, nhưng về mặt không gian thì hoàn toàn khác nhau. Nếu như sông là môi trường chật hẹp, một không gian nhỏ hẹp nhỏ bé thì bể lại là môi trường rộng lớn bao la. Các nhớ đấy vậy thì nếu như em bị vậy <laughs> vậy thì khổ một đặc trưng của sóng đó là gì đó là luôn có xu hướng nào chú ấy nhận thấy nhá đặc trưng của sóng đó chính là gì đấy vượt qua mọi giới hạn để đến với tình yêu đích thực của đời mình đúng không và đó là vẻ đẹp đặc trưng của khổ một những đặc trưng trong tính cách của người phụ nữ khi yêu đấy nhá sóng của Xuân Quỳnh đúng không? Thứ nhất đầy nữ tính này đúng không? Khó hiểu này nhưng thế mới là phụ nữ khi yêu đúng không? Đấy vượt qua mọi giới hạn miễn sao đến với bờ anh của đời mình nhớ nhá. Chúng ta đến với khổ 2 này em để nhá. Nếu có ai hỏi đó hỏi hỏi em vẻ đẹp cổ điển và hiện đại của bài sóng ở đâu đúng không? Nếu như khổ một là hiện đại đúng nào? Việc sử dụng hình tượng sóng là hiện đại thì khổ hai lại là một vẻ đẹp rất cổ điển trong tình yêu nhớ nhá. Em này, này khổ hai này Ôi con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế Nếu như ngày xưa Là trạng từ chỉ quá khứ Và ngày sau là trạng từ chỉ tương lai Đúng nào Thế thì, chúng ta sẽ nhận thấy này Tình yêu vẫn sẽ ở lại Điều này được khẳng định ở cụm từ vẫn thế Đúng nào Vậy thì đúng nào Hơn cả lòng thủy chung là nhá không chỉ thủy chung như trong thơ ca xưa đúng không? Đấy, những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi vọng phu mà ta còn nhận thấy đúng không nào đó là sự gì đấy sự trường tồn và bất tử của tình yêu đúng không nào thời gian sẽ bất lực trước vẻ đẹp của tình yêu thời gian sẽ bất lực trước vẻ đẹp của tình yêu đấy nhớ nhá đấy thế nào và đến đây ấy nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong người trẻ thì lại khiến chúng ta nhớ đến bài thơ tự hát đúng không nào đấy, khi nói về trái tim yêu của người con gái Em trở về đúng nghĩa trái tim em Làm máu thịt đời thường ai chẳng có Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi Đúng nào Khi chúng ta đọc thì chúng ta nhận thấy là Trái tim của Xuân Quỳnh ngừng đập từ lâu rồi Nhưng những bồi hồi và thổn thức trong tình yêu Thì vẫn bất tử trường tồn cùng với thời gian Đúng không? Khi chúng ta thật sự yêu thương nhau Đúng nào? Thì tình yêu ấy sẽ vượt qua Sẽ vượt qua thời gian Đúng không? sẽ chiến thắng được thời gian Nếu như Xuân Diệu là một ông vua của mảng thơ tình Là một nhà thơ luôn bị ám ảnh bởi bước đi của thời gian Thì Xuân Quỳnh khẳng định rằng tình yêu sẽ chiến thắng được thời gian Đúng không? Hơn cả lòng thủy chung Đúng nào? Tình yêu sẽ chiến thắng được khoảng à, về dòng chảy của thời gian Nhá Ok Chúng ta đến với khổ ba này Chúng ta đều biết rằng thơ là tiếng nói của con tim Đúng nào? Thơ là tiếng lòng Đúng nào? Nói như tổ hữu Thơ chỉ bật ra khi trong tim anh mọi thứ đã thật ứ đầy Khổ ba này nói lên tiếng lòng của Xuân Quỳnh Đúng không? Sóng và em không còn nhập vào nhau nữa Mà lại tách ra để cùng trải nghiệm, chiêm nghiệm Đúng không? Về tình yêu Nhìn nhận lại về tình yêu Trước môn trùng sóng bể, đúng không? Chúng ta có thể hiểu theo nghĩa tả thực Đó là Xuân Quỳnh đang đứng trước biển Diêm Điển Thái Bình Nhưng về nghĩa từng hà mẩn thì chúng ta hiểu đó là đứng trước vô vàn những suy tư và trăn trở Nhớ, nhớ những suy tư và chăn trở về tình yêu đúng nào đấy em nghĩ về anh em nhịp thơ đã là 41 đúng không bởi vì điểm mạnh trong thơ ca xuân quỳnh đó là nỗi niềm âu lo đúng không phấp phỏng của người phụ nữ khi đứng trước hạnh phúc đời thường đấy em nghĩ về biển lớn này từ nơi nào sóng lên khép lại khổ thơ thứ ba nhà thơ này sử dụng một câu hỏi tu từ đúng không mà đã là câu hỏi tu từ thì không cần tìm câu trả lời mà chủ yếu là để bày tỏ cảm xúc. Nhà thơ này cũng giống như chúng ta biết bao nhiêu những con người chúng ta có những lúc chúng ta đã băn khoăn và chăn trở về cội nguồn của tình yêu, cội nguồn của tình yêu đúng không? Thật vậy nếu khổ ba băn khoăn và chăn trở về cội nguồn của tình yêu thì khổ bốn nhà thơ Xuân Quỳnh lại đi tìm về nguồn gốc của tình yêu, nguồn gốc của tình yêu. Đó nhá nhớ nào sóng bắt đầu từ gió đúng không nào sóng bắt đầu từ gió là một quy luật hiển nhiên đúng không nào gió thổi thì có sóng mà gió cuốn thì mây trôi được chưa nào gió bắt đầu từ đâu tiếp tục lại là một câu hỏi tu từ ta tưởng rằng xuân quỳnh hỏi gió hỏi sóng hay hỏi chính lòng mình đúng không ta tưởng rằng xuân quỳnh sẽ đi tìm về cội nguồn của gió cội nguồn của sóng cội nguồn của tình yêu đúng không nhưng không em đến đây nhà thơ này bác bỏ đi cội nguồn của tình yêu đúng nào bác bỏ đi cội nguồn của gió bác bỏ đi cội nguồn của sóng bác bỏ đi cội nguồn tình yêu bởi vì nhiều khi con người ta yêu nhau đúng không không cần bất cứ một lý do nào cả nhớ nhớ nhiều khi con người ta yêu nhau mà chẳng cần bất cứ một lý do nào đúng không đấy và bây giờ chúng ta sẽ đến với khổ thơ thứ khổ thơ thứ năm khổ thơ dài nhất trong bài thơ sóng nhá các em nhá khổ thơ thứ năm này chúng ta nói rất nhiều về khái niệm về hạnh phúc đúng không hạnh phúc về bản chất là những gì chúng ta muốn và chúng ta đạt được điều đó ví dụ như trong tác phẩm hạnh phúc của một tăng gia các em để ý đó, đúng không hạnh phúc của một tăng gia thì chúng ta biết rằng là cả cái nhà này mong ông cụ cố tổ chết và ông ấy chết thật đúng không vậy thì đó là hạnh phúc hạnh phúc là gì những gì chúng ta muốn và chúng ta và nó xảy ra cũng giống như khi chúng ta muốn đỗ đại học và chúng ta uh, đỗ đại học thì đó chính là hạnh phúc đó là một niềm hạnh phúc lớn nhất của 12 năm ăn học đúng không thế bây giờ thầy lại hỏi các bạn này bây giờ chúng ta lại nhận nhận ra nhá thế thế rốt cuộc thì tình yêu là gì đúng không tình yêu là gì đúng không được định nghĩa ở khổ thơ thứ năm khổ thơ dài nhất trong bài thơ sóng và mặc dù là một nhà thơ hiện đại nhưng xuân quỳnh lại định nghĩa về tình yêu một cách rất cổ điển trong văn chương nhá nhá một cách rất là cổ điển trong văn chương em để nè vẫn là như thế vẫn là nghệ thuật điệp cấu trúc này hai câu thơ giống hệt nhau này nếu như con thóng, con sóng dưới lòng sâu là nghệ thuật ẩn dụ. Với những tình cảm chôn giấu ở trong trong lòng. Nhá Những tình cảm giấu kín đúng không? Chôn giấu ở trong lòng. Đấy. Không không bộc lộ. Nhá Những tình cảm không được bộc lộ. Đúng không nào? Đấy. Thì con sóng trên mặt nước lại là những tình cảm được bộc lộ ra bên ngoài. Nhớ nhá. Được chưa? Đấy. dù là bên trong hay bên ngoài thì nhà thơ Xuân Quỳnh cũng định nghĩa về tình yêu một cách rất à, đặc biệt. Các em đều biết rằng là chúng ta đều biết rằng nhá, đúng không nào? Chúng ta đều nhận thấy một cách rất là rõ ràng trong cách nhìn của Xuân Diệu, đúng không? Đấy, trong rất nhiều những bài thơ của Xuân Diệu, nhà thơ Xuân Diệu cũng là một nhà thơ rất thích cắt nghĩa mọi vấn đề, đúng không? Đấy, Xuân Diệu cũng đã được gọi là ông vua của mảng thơ tình, là hoàng tử của tình yêu. Thì trong cách định nghĩa tình yêu của Xuân Diệu có thể là gì? Yêu chính là sự hy sinh, đúng không? Yêu là chết ở trong lòng một ít đúng không? Đôi khi chúng ta hy sinh vì nhau, chúng ta vì nhau chúng ta thay đổi, đó là cách định nghĩa tình yêu của Xuân Diệu, một cách định nghĩa tình yêu rất hiện đại, đúng không? Hoặc là gì đấy? À, có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt bằng mây nhẹ nhẹ gió hưu hưu ấy. Đó là những cơn cảm nắng. Đúng không? Đó là những rung động bất chợt. Đúng không nào? Đấy, đó là những rung động bất chợt thì, thì, thì chúng ta nhận thấy là đây là cách định nghĩa rất là hiện đại trong tình yêu đúng không nhưng xuân quỳnh lại không định nghĩa tình yêu như vậy xuân quỳnh định nghĩa về tình yêu đó chính là nỗi nhớ đó chính là nỗi nhớ nhà các em nhá còn nhớ là còn yêu và hết nhớ là hết yêu mất rồi đúng không ấy giống như trong ca dao của việt nam nhớ ai bồi hồi bồi hồi như đứng đống lửa như ngồi đống rơm hoặc là như trong bài thơ việt bắc của tố hữu đã từng viết đúng không nhớ gì như nhớ người yêu trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương đúng không ấy cả trong mơ còn thức là các em này nỗi nhớ ấy sẽ gì đấy Vượt qua cả thời gian Và vượt qua cả không gian Chúng ta muốn tự hỏi xem rằng Liệu chúng ta còn có yêu người này hay không Chúng ta hãy tự hỏi lòng mình rằng Liệu mình còn nhớ người ta hay không Đúng không Và một trong số những cách làm cho người khác yêu mình Đó là tạo ra nỗi nhớ Các em nhá Ok Chúng ta nói đến tiếp Đó là khổ thơ thứ Khổ thơ thứ 6, 7, 8, 9 Được nhá Đấy Hy vọng các em sẽ săn bằng tất cả các đề thi nhá Các em nhá Cố lên nhá các em nhá Đúng không Thời gian không còn chờ đợi bất cứ một ai chỗ nào? Chúng ta đến với khổ thơ thứ sáu, dẫu xuôi về phương bắc, dẫu ngược về phương nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Em bình anh. Chúng ta biết rằng xuôi và ngược là những à, động từ ngược hướng, đúng không? Tương phản nghệ thuật, nghệ thuật ở đây là nghệ thuật tương phản đối lập. Thứ hai là nghệ thuật ở đây vẫn tiếp tục là điệp cấu trúc bởi vì như thầy đã nói rồi, đúng không? Điệp cấu trúc, những cấu trúc này sẽ được nhắc đi nhắc lại, những câu thơ sẽ sóng đôi với nhau như những đợt sóng gối đầu lên nhau và đều mang khát vọng vào bờ, đúng không? Đấy, thì chúng ta nhận thấy là Bắc và Nam là những cực của trái đất. Vậy thì khổ ở khổ sáu này đang nói về sự bất lực của không gian khoảng cách địa lý trong tình yêu. Nhớ, nhớ không gian và khoảng cách địa lý trong tình yêu. Được chưa? Đấy, nơi nào em cũng nghĩ này, hướng về anh một phương. Trong câu thơ nhưng lại có một dấu gạch ngang như là một lời khẳng định vững chắc. Nghĩa là nếu như chúng ta yêu nhau thật sự, chúng ta sẽ vượt qua cả khoảng cách về không gian địa lý. Đúng không? Đấy, vẻ đẹp này đó là vẻ đẹp của những con người yêu xa Mà chúng ta đã từng bắt gặp trong kể cả đất nước cũng có, đúng không? Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi vọng phu Đó là một vẻ đẹp rất đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam, đúng không? À, có thể chờ đợi được chồng à, ở xa trở về Đó, vẻ đẹp này chúng ta cũng bắt gặp trong cả ca dao Yêu nhau tan từ núi cũng trèo Ngũ lục sông cũng lội Thất bát đèo cũng qua Nhớ nhá các em nhá đó, đó là vẻ đẹp của khổ thơ thứ 6 đúng không? Cổ thơ này thì vẻ đẹp ấy nghĩa là không gian khoảng cách địa lý bất lực trước vẻ đẹp của tình yêu. Cũng là một vẻ đẹp khá cổ điển trong văn chương nhá, cổ điển. Tiếp theo này, chúng ta đến với khổ 7, khổ 8. Em hiểu nhá, thầy khoanh hai khổ này vào với nhau. Bởi vì hai khổ này đều nói về niềm tin vào tình yêu. Mặc dù khi Xuân Quỳnh viết bài thơ này, đúng không? Chị đã trải qua những cái những đổ vỡ trong tình yêu Thế nhưng rõ ràng Xuân Quỳnh vẫn thể hiện mình là một cây sưng rầm mạnh mẽ Vẫn thể hiện một niềm tin bất diệt vào tình yêu chân chính Đúng nào Ở ngoài kia đại dương Trăm ngàn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ Dù muôn và cách trở khổ này Thì thấy nghĩ là ai cũng có thể cảm thụ được thôi Nó cũng không quá khó Đúng nào Chúng ta biết rằng nếu như bờ là tình cảm của người anh Người con trai trong tình yêu Trong bài thơ này Đúng không? Nếu như sóng là tình cảm của người em, đúng không? Thì đại dương kia chính là biển lớn của tình yêu với hàng trăm hàng ngàn đúng không? Hàng triệu hàng tỷ người phụ nữ đang yêu và mong muốn được yêu, đúng không? Nhà thơ khẳng định rằng dù có là ai đi chăng nữa, chúng ta cũng tìm thấy một nửa của đời mình. Đúng không? Cũng sẽ tìm đến bờ bến của đời mình, đúng không? Ai đi chăng nữa cũng sẽ tìm được một nửa của đời mình. Nhá nhá. Đấy, và đã là yêu nhau thì sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách. Vượt qua những khó khăn và thử thách. Ok nhá nào. Đấy. Chúng ta đến với khổ thơ thứ 8 này các em này. Khổ thơ thứ 8 này có thể nhiều người mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau bởi vì thơ hay thì ý tại ngôn ngoại, mỗi người lại có một cái cách cảm nhận, cảm thụ khác nhau, đúng không? Chúng ta nhận thấy là có một số người thì lại nói rằng đây là những câu thơ viết về viết về gì các em? Nào, viết về sự gì đấy? Bất lực của cả không gian lẫn thời gian với tình yêu. Đúng không? Đấy cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa, đúng không? Dù thời gian chảy trôi, đúng không? Không gian có rộng lớn mênh mông thì tình cảm của người con gái luôn đến với bờ anh của nó. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu đúng không? Yêu là một nhu cầu rất đỗi bình thường của con người, là một quyền của con người, đúng không? Mà trong bản tuyên ngôn độc lập đã từng viết đúng không? Con người ta sinh ra là có quyền được sống, quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đấy, đó chính là niềm tin và tình yêu chân chính cũng như là ở trong khổ thơ 8 chúng ta nhận thấy là yêu là một nhu cầu hết sức bình thường đấy nhớ nhá đấy ok thầy chúc tất cả các bạn là sáu nghìn tám bạn đang xem livestream của thầy ok chúng ta sau khi nghe video này sẽ đều có người yêu nhá ok sau khi đỗ đại học ok ok sau khi đỗ đại học chúng ta sẽ có người yêu thấy chưa các em biết rồi nhá đối với một khổ cuối của một bài thơ đúng không thì luôn luôn là khổ hay nhất luôn luôn là khổ thơ hay nhất đúng không và sẽ nói lên cái kết của tác phẩm ấy nghĩa nói lên cái ý nghĩa cái thông điệp của tác phẩm ấy đúng nhau vậy thì chúng ta biết rằng à, bài thơ sóng cũng giống như bài ai đã đặt tên cho dòng sông đúng không nếu như trong bài ký ai đã tên trong dòng sông đó chính là câu chuyện của sông hương trong một cuộc tìm kiếm có ý thức về với người tình trăm năm của nó đó chính là kinh thành huế thì trong bài thơ sóng cũng vậy khi đến với khổ cuối có nghĩa là sóng đã đến được với bờ anh đã đến kết đã đến cuối cùng của cuộc hành trình tìm kiếm về với tình yêu của mình đúng không thì khát vọng của sóng là được tan ra đúng không được hòa vào bờ để trở thành một đúng nào để tình yêu ấy trở nên trường tồn bất tử bất diệt nếu như trong thơ ca xuân diệu đúng nào trong bài thơ vội vàng thì đó là gì đấy đó là khao khát được cháy hết mình với cuộc sống ở bài thơ vội vàng mà các em đã từng học hồi lớp 11 đúng không thì trong bài thơ sóng lại là khát khao được cháy hết mình với tình yêu được dâng hiến tất cả mọi thứ cho tình yêu để tình yêu ấy trở nên trường tồn bất tử và vĩnh hằng với thời gian. OK, đúng không? Không khó lắm các em nhở? Chín khổ thôi mà, easy, easy, đúng không? OK, đấy. Cho nên các bạn là uh, lưu ý nhá, các bạn để ý cho thầy nhá, các bạn để ý cho thầy này. Nếu bạn nào muốn xem đủ full cả video của thầy nhá, video bài giảng của thầy này, đúng không? Cả audio bài giảng của thầy này, đúng không? và cả tài liệu đính kèm này dù các em là 2k2 hay 2k3 đúng không 2k2 2k2 hay 2k3 các em vui lòng đăng ký đúng không đúng không nào đó là học like trả phí với thầy trong nhóm kín sẽ có tất cả những thứ này cho các em đúng không Đấy, bằng cách là chúng ta sẽ inbox cho fanpage lớp văn thầy nhật chuyên ôn thi đọc 11 12 Đấy nhá hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream sau và thầy chúc cho tất cả những bạn đã xem livestream này của thầy nhất định phải được thủ qua nhá nhất định phải học giỏi hơn đứa mình ghét yêu các em rất nhiều